máy phanh Niigata 2 UMC. Số nhỏ nhất là 40 vòng phút, số lớn nhất là 1750 vòng phút. Băng máng trượt ok, có bẻ độ, có mũi dao khay xoa. Bàn còn đẹp, các bác mua Eto có luôn, Eto phay để trên bàn này luôn, có vạch độ chứ. Cái này, cái hành trình mà chiều dài của nó là được 870, 870 là hiện tại ở trên bàn này thôi nhé, kích thước thôi. Hành trình được 870, còn tổng chiều dài bàn 1m4, bề ngang này khoảng chừng hơn 3 tấc 1, 301, 1450 chiều dài của bàn. Đây là dự tính thôi nhé, tại vì em thường bán không biết là thông số có nhớ rõ hay không. Đây là tủ điện. Các bác có nhu cầu liên hệ em nhé. Em cảm ơn.